Vừa ăn no tuyệt đối không làm những việc này, kẻo gây tổn thương dạ dày và mắc nhiều bệnh nguy hiểm khác. Thứ nhất đó là vận động mạnh. Nhiều người cho rằng việc tập thể dục hay vận động mạnh ngay sau khi ăn là tốt và giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Nhưng đây lại là một sai lầm cực lớn của chúng ta. Khi vận động mạnh hay tập thể dục thì lượng máu trong cơ thể nó đang tập trung cho việc điều khiển các cơ quan tiêu hóa, thì lúc này nó sẽ lập tức nó chuyển hết đến những cái cơ bắp để đảm bảo đủ cái lượng oxy cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động. Chính việc này làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa và khiến quá trình nó hấp thu nó bị ảnh hưởng mà bị giảm nè, và dẫn tới các chất dinh dưỡng nó sẽ không được hấp thu một cách triệt để. Cái thứ hai đó là hút thuốc lá ngay sau khi ăn. Đa phần cánh đàn ông đều hút thuốc lá ngay sau khi ăn. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể vì nó làm tăng gấp đôi cái tác hại của nicotine đối với sức khỏe. Lúc này cơ thể chúng ta đang hấp thu chất dinh dưỡng, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể hấp thu gấp đôi cái lượng nicotine đưa vào cơ thể, dẫn tới là chất độc nó sẽ xâm nhập vào máu nhanh hơn và nhiều hơn. Nó còn làm hạn chế hấp thu các khoáng chất như là vitamin hoặc là canxi, vitamin C, vitamin B. Vì vậy nếu muốn hút thuốc lá thì cố gắng hãy làm sao đợi sau ăn khoảng 1 giờ chúng ta hãy bắt đầu hút thuốc. Cái thứ ba đó là uống nhiều nước. Khi thức ăn vào bụng, dạ dày sẽ tiết ra axit để tiêu hóa, và nếu bạn uống nhiều nước nó sẽ khiến lượng axit này á nó bị pha loãng, thức ăn sẽ không được tiêu hóa triệt để, dẫn đến những cái triệu chứng đầy hơi, sinh bụng và ợ nóng. Tức là bác sĩ mình đang uống nhiều nước nha các cô bác chị. Ngoài ra sau khi ăn no mà uống nhiều nước khiến dạ dày nó sẽ nặng nề hơn và dễ gây ra những cái triệu chứng khó chịu ở dạ dày, nghiêm trọng hơn có thể gây viêm loét dạ dày. Nếu như mà để gọi là tốt nhất á, thì chỉ nên uống một ít để tráng miệng hoặc là cho dễ tiêu thôi. Rồi cái thứ tư đó là đi ngủ ngay lập tức. Ai cũng tin rằng việc nghỉ ngơi sau khi ăn là cách tốt nhất để bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ngồi hoặc là đi ngủ ngay sau khi ăn thì việc tiết dịch tiêu hóa nó sẽ bị giảm và khiến cho tốc độ tiêu hóa nó sẽ bị chậm lại. Thức ăn vì thế mà không được hấp thu đầy đủ, gây thiếu hụt nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Và ngoài ra cái việc mà chúng ta ngủ ngay sau khi ăn á sẽ làm tăng áp lực lên dạ dày và dễ mắc các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Thế nên sau khi ăn bạn hãy cố gắng ngồi xuống hoặc là đi bộ nhẹ nhàng vài vòng để thức ăn được tiêu hóa tốt hơn. Rồi cái thứ năm đó là đi tắm. Khi tắm, do sự kích thích của nước ấm, các mạch máu ở tay chân và toàn cơ thể sẽ giãn ra, khiến máu lưu thông nhiều hơn trên bề mặt cơ thể chúng ta. Lúc đó gì, nếu tắm ngay sau khi ăn á nha, thì máu nó sẽ không đủ để cung cấp cho đường tiêu hóa và làm cho dịch tiêu hóa bị giảm hoặc là khiến cho cái vấn đề hấp thu của bạn nó bị ảnh hưởng. Nếu không bỏ qua những cái thói quen tắm rửa sau khi ăn thì đường tiêu hóa sẽ ngày một dần yếu đi. Không những thế, việc này nó còn khiến máu cung cấp đến những cái cơ quan khác không có được tốt nhất. Vậy mà tốt nhất là sau khi ăn thì chúng ta nên đợi khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng rồi chúng ta hãy tắm để cho an toàn. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ mình để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.